away, but I can't let go. So come set me free. Xin chào quý anh chị, em là Đạt, nhân viên kinh doanh xe đã qua sử dụng Toyota Hiroshima Tân Cảng. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý anh chị một mẫu xe vừa cập bến Toyota Hiroshima Tân Cảng. Toyota Corolla Cross năm được sản xuất vào năm 2020. Phiên bản HV, phiên bản Hybrid đó quý anh chị. Mình có thể là dễ dàng phân biệt được mẫu Hybrid với lại là cái phiên bản thường, dựa vào đường gân xanh như thế này nè quý anh chị. Đó, trên xe và cái logo xanh của Toyota nè. Thì những cái thông điệp như vậy á, Toyota muốn gửi đến quý khách hàng của mình, đây là một chiếc xe sạch. Thì bây giờ Đạt xin giới thiệu sơ về chiếc xe Toyota Corolla Cross này vừa cập bến bên Đạt nha. Thì đầu tiên á, thì xe mang biển số Sài Gòn luôn nè quý anh chị, 51H. Đó, thì sẽ tiết kiệm được cho quý anh chị nào khi mà mình mua xe mà mình có hộ khẩu ở Sài Gòn, mình sẽ tiết kiệm đâu đó khoảng 20 triệu tiền biển số nha quý anh chị. Xe được đăng ký lần đầu vào tháng 10 năm 2020. Thì theo chính sách bảo hành của hãng á, thì quý anh chị sẽ được bảo hành xe lên đến 5 năm và 150.000 cây. Đó, theo chính sách bảo hành mới về dòng xe Toyota Cross của hãng Toyota. Đó, thì sẽ có nhiều quý anh chị sẽ đặt ra cái câu hỏi như thế này. Xe Hybrid thì tất nhiên nó sẽ có một cái phần pin. Đó, thì cái phần pin này quý anh chị thường nghe trên hiện tại khi mà cái dòng xe Hybrid này vừa nhập về Việt Nam á, thì quý anh chị đặt câu hỏi lớn nhất là cục pin nó sử dụng được bao lâu, chi phí thay thế pin có đắt hay không. Đó, thì Đạt cũng chia sẻ lại quý anh chị, theo cái gói bảo hành mở rộng của Toyota cho dòng xe Toyota Corolla Cross này, thì pin sẽ được bảo hành lên đến 7 năm và 150.000 cây nha quý anh chị. Đó, xe thì được mang một nước sơn màu trắng nguyên xe luôn nha quý anh chị. Đó, thì Đạt chia sẻ lại quý anh chị luôn, nước sơn này là nước sơn zin nguyên xe, chưa từng sơn hoặc là dặm lại. Thì bên Đạt có đánh dấu vài chỗ là bên Đạt xử lý lại, chẳng hạn như là chỉ là xử lý bằng việc đánh bát, xử lý bát lại mà thôi. Đó, còn xe này là sơn zin nguyên xe. Đó, thì cái màu trắng này nó sẽ rất là hợp với những người nào mình thủy, hòa hợp với những khách hàng mà mình kim. Đó, khắc chế với những người nào mà mình hỏa, và đặc biệt kỵ với những người nào mình mọc nhau quý anh chị. Đó, bên ngoài xe thì mang một cái nước sơn màu trắng, nhưng mà bên trong xe thì mang một cái màu nội thất màu đen. Thì trên cái dòng mà Toyota Cross này á, thì sẽ có khoảng 8 màu, nhưng mà chỉ có 2 màu nội thất, màu đen và màu đỏ. Dạ rồi, thì bây giờ Đạt sẽ dẫn anh chị đi thăm một phòng xung quanh xe nha quý anh chị. Thì thật ra Đạt cũng chia sẻ lại là bên Đạt có đi về nè, sẽ xử lý lại, chẳng hạn như cái chỗ này nè, nó bị xước xước chút xíu nè, chỗ này nè. Đó, những cái chỗ này là những cái chỗ mà bị đá văng, nó bị mớp rất là nhỏ thôi, bên Đạt sẽ xử lý lại mấy cái vấn đề này. Đó, xíu nữa Đạt sẽ nói về những cái mà phụ kiện, những cái đồ chơi được gắn ở trên xe này nha quý anh chị. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đi khám phá cái phần nội thất trước nha quý anh chị. Chị á, là cái thiết kế cái ghế ngồi của người, hai cái người ngồi phía trước của xe Cross này á, rất là ôm dáng người luôn nha. Đó, hay nè, rất là ôm cái dáng người luôn, làm cho chúng ta có cảm giác là thoải mái trên những cái chuyến hành trình xa của mình nha. Mà bước vào xe nó rất là thoải mái luôn nha quý anh chị. Đây. Đặt đề máy rồi đó, không có nghe một tiếng động gì luôn. Tại nó chỉ là giống như mà bây giờ mà chỉ có bật máy lạnh lên là chỉ có nghe cái tiếng máy lạnh thôi. Đó, rất là êm. Rất là êm luôn. Đó, thì nó sẽ hoạt động theo 4 cấp độ. Thứ nhất là cấp độ mà khi mà mình mới bắt đầu hành trình, với là chạy tốc độ thấp, chế độ mà tăng tốc, và khi mà mình chế độ
mình chạy ở một cái tốc độ trung bình, và khi mà mình thắng xe lại thì nó sẽ có bốn cái chế độ như vậy đó. Thì hiện tại là mình đang là bắt đầu bắt đầu cuộc hành trình đó. Thì khi đè máy lên nó rất là êm luôn quý anh chị đó, vào số thì trên xe này xe Cross mà phiên bản hybrid này nè, nó sẽ có bốn cái chế độ lái, ba chế độ lái chứ. Seatbelt thì an toàn 3 điểm, thì bây giờ trên xe nào nó thì nó cũng 3 điểm hết rồi. Camera rất là sắc nét luôn nha quý anh chị, camera 360 rất là sắc nét luôn. Để bây giờ đặt đi thử cho quý anh chị xem nè, không có nghe một cái tiếng động nào luôn đó. Thì mới bắt đầu hành trình á thì nó sẽ chạy điện 100% luôn. Mới bắt đầu cuộc hành trình á thì nó sẽ bắt đầu nó chạy điện 100% luôn quý anh chị. Mình ngồi nói chung là mình không có nghe được cái tiếng động cơ nổ luôn. Đó thì bây giờ là động cơ nó mới nổ lên rồi quý anh chị. Đó, động cơ nó nổ lên. Mà động cơ nó nổ lên nó cũng rất là nhỏ luôn, mình không có thể nào mà mình nghe, không có thể nào mình phân biệt được luôn á. Xe thì mới đi được có 20.000 cây số thôi quý anh chị. Rồi để em giới thiệu cho quý anh chị một ít về cái em giới thiệu cho quý anh chị biết về một cái một một số cái tiện ích trên xe, chẳng hạn như gương 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 hậu trong xe tự chống chói tự động nào quý anh chị. Đó, màn hình này thì 7 inch, màn hình 7 inch, còn màn hình ở trên cái đồng hồ tắp lô là khoảng 9 inch đó. Xe thì được trang bị là cruise control này quý anh chị. Đó, những cái công tắc ở trên những cái công tắc tiện ích ở trên vô lăng phía bên phải của Đạt đây. Rồi, cái vô lăng này là bọc da luôn nha quý anh chị, vô lăng bốn chấu bọc da luôn nè. Ở trên cái vô lăng á, ở trên vô lăng nó sẽ có cái viền, cái này là mạ bạc nè quý anh chị. Cái này nếu như mà trong trường hợp nó cái này á mà bạc, mình khi mình rọi đèn vào mình sẽ thấy nó lấp lánh đó. Trong trường hợp mà nó bị trầy quá, chẳng hạn như trên những xe chẳng hạn như là Innova quý anh chị, có những trường hợp mà chỗ này nó bị trầy quá, cái người chủ người ta đi người ta sơn lại đó, mình nhìn vô là mình có thể phát hiện ngay. Rồi, điều hòa là hai vùng độc lập nè quý anh chị. Đó, cái remote của xe nó đây nè. Đó, thì xe này vẫn chưa có phanh tay điện tử nha quý anh chị, nó vẫn là phanh cơ chân á, phanh cơ mà không phải là kéo kéo như vậy trên kéo cái phanh tay, không phải là kéo vậy đâu, nó là phanh 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 chân, gọi là phanh chân á quý anh chị. Đó, thì nó đạp ở phía chân của mình á, phía chân bên trái á, để nổ start-stop. Thì đây được gọi là cái sạc sạc không dây của anh chị, đặt trong cái hốc này nè. Xe có cả cửa sổ trời luôn nha quý anh chị, có cái đèn để mình soi mặt nữa nè. Xe này thì đi rất là mới luôn, người chủ cũ người ta nói chung là cũng nhà ảnh á, nhà của anh chủ cũ á thì anh cũng có xe rồi, anh cũng còn một chiếc Lexus nữa, anh không có xài tới cái chiếc này nên là anh mua, anh muốn bán lại cho bên Đạt đó. Đèn pha cốt là tự động luôn nè quý anh chị, đèn pha cốt tự động, điều hòa rất là lộng luôn. Về cái phần động cơ và hệ thống truyền lực của xe á, thì nó cũng có nhiều cái điểm khác so với những cái phiên bản chẳng hạn như là 1.8G hoặc 1.8V nha quý anh chị. Đó, động cơ này động cơ 1.8 lít, đây là cái phần động cơ của chiếc xe này quý anh chị. Bây giờ chiếc xe này á, thì em không nói về độ zin hoặc là không zin nha. Xe này em tao cam kết với chị là xe còn nguyên zin, chẳng có vấn đề hết. Đó, xe này vẫn còn bụi luôn nè.
Còn cái hộp này á, là cái hộp điều khiển nè quý anh chị. Cái hộp mà điều khiển khi nào mà mình sử dụng động cơ đốt trong, khi nào mình sử dụng pin á, battery á quý anh chị, đó là đều thông qua cái hộp này hết. Rồi còn pin á thì nó sẽ được đặt ở dưới cái hàng ghế thứ hai này nè, hàng ghế phụ á quý anh chị. Đây nè, nó sẽ đặt ở phía dưới này nè, nó đặt ở dưới cái ghế này nè. Muốn coi thấy cụ binh là phải tháo cái ghế này ra mới thấy được đó. Rồi xe này thì được lên một cái gọi là cái cấp điện quý anh chị. Cái cấp điện này á, thì lên đâu đó khoảng gần 20 triệu á, phụ kiện á quý anh chị. Xe này phụ kiện á, cấp này thì khoảng là 440 lít nha quý anh chị, 440 lít kèm theo đó là cái lớp sơ cua nó chưa sử dụng luôn, còn rất là mới luôn. Bây giờ rất tối rồi em quay phim cũng không thấy hết. Nên khi nào quý anh chị muốn xem xe trực tiếp á, thì mình lên mình xem xe luôn. Mâm này là bốn lớp Michelin vẫn còn nguyên zin hết nha quý anh chị. Bốn lớp Michelin, mâm thì 18 inch. Mâm năm chấu két nha quý anh chị. Đó. Bên xe thì nó sẽ có những cái đường màu xanh giống vậy. Nó cũng giống như phía trước luôn quý anh chị. Ở trên này nó cũng có nữa nè, đó. Rồi, xe thì được trang bị thêm những cái ốp bật cửa nè. Đó là phụ kiện á. Đèn thì được trang bị là đèn full led luôn nha quý anh chị, đèn pha cốt full led. Đó kèm theo là bóng đèn pha là projector, từ đó sẽ tăng được cái hiệu suất phát sáng lên. Kèm theo đó là trên cái dòng Toyota Corolla Cross này nè, thì chỉ có phiên bản là 1.8V và phiên bản là hybrid sẽ được trang bị thêm gói Toyota Safety Sense. Đó, chẳng hạn như là cảnh báo điểm mù nè, cảnh báo phương tiện cắt ngang nè, camera 360 độ nè, rồi cảnh báo lịch làn đường nè, vân vân vân. Cái gói đó là cái gói của cái gói đó là gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense của được phát triển dựa trên của Toyota nha quý anh chị. Đó thì ví dụ như những cái hãng khác thì nó sẽ có cái gói an toàn đó, nhưng mà thật ra là nó sẽ tự tự với nhau hết. Chẳng hạn như là Mazda thì nó sẽ có gói là Mazda Safety Sense đó. Xe thì rất là đẹp luôn quý anh chị, xe đi 2 năm nhưng mà mới đi được có hơn 20.000 cây thôi, thì cũng chẳng khác gì xe mới hết quý anh chị đó. Dạ rồi, quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm hiểu về xe, có nhu cầu xem xe hoặc là cần báo giá lăn bánh, thì quý anh chị vui lòng gọi vào số hotline 0932 192 671. Đạt sẽ hỗ trợ quý anh chị, hoặc quý anh chị có thể để lại cái số điện thoại vào cái phần bình luận của YouTube á, Đạt sẽ chủ động liên hệ lại quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video này của Đạt. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ.